Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Mới GSC. Thế Giới Mới GSC đại diện chính thức quy ra tại Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn bộ lục giác bi dài nhiều màu sắc. Bộ này thì size từ 1.5 cho đến 10. Size được mã hóa bởi những màu sắc khác nhau giúp chúng ta nhanh chóng lựa chọn được size phù hợp. Đây, 1.5 cho đến 10 nè các bạn. Được thiết kế theo công nghệ Hepler chống nứt vít. Đây là thông số kỹ thuật này các bạn. Ngoài ra thì để xem chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website thế giới mới gsc.vn hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp showroom của Thế Giới Mới để được trải nghiệm sản phẩm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.